Đây chính là sai lầm cuộc đời đây. Một, học cái ngành gì ra thì tưởng là kinh doanh cái ngành đó là đúng. Ví dụ này, ông kia học xây dựng ra thì tưởng là kinh doanh ngành xây dựng là xây dựng. Không phải, xây dựng là một việc, kinh doanh ngành xây dựng là việc khác. Rồi tiếp theo này, học ngành bác sĩ ra mở phòng khám là sai. Học luật sư ra xong rồi mở công ty luật, sai. Học hát ra xong mở công ty ca nhạc, sai. Mở phòng trà, sai. Đấy thì cái việc kinh doanh cái ngành đó khác với cái việc làm cái nghề đó. Đây này, ví dụ nha, làm luật sư thì phải có thẻ luật sư hôm qua cho xem rồi đấy, do Bộ Tư pháp cấp cho đủ điều kiện làm luật sư. Làm luật sư là ra tòa cãi nhau, được chưa nào? Đấy thì gọi là nghề luật sư. Thế còn kinh doanh công ty luật ấy, là làm thế nào để có nhiều khách đến với mình trả tiền cho mình, thì đấy mới là kinh doanh công ty luật. Ông Dung Kính nghe đây này, ông là kỹ sư xây dựng giỏi, nhưng ở đây là giỏi cái việc cắt nhôm, gắn nhôm lên tường người ta, đấy là chuyên ngành. Nhưng cái việc kinh doanh thì nó gồm có nhiều việc, gồm có cái việc làm thế nào để khách hàng biết đến công ty của mình, khách hàng ký hợp đồng với mình, khách hàng trả tiền cho mình, rồi khách hàng thanh lý hợp đồng trả tiền cho mình. Kinh doanh nó phải có tiền, đấy nó mới làm như vậy. Chứ mình giỏi về cắt nhôm thì nó không giỏi về marketing. Cho nên là làm kinh doanh, cụ thể ở đây làm kinh doanh nhỏ là làm marketing. Làm kinh doanh nhỏ ở đây là làm marketing. Thế thì tại sao mấy cái chị em nhà kia cứ nhỏ nhỏ kinh doanh nhảm nhảm ấy, tôi gọi là nhảm nhảm nhỏ nhỏ, vì nó không phải là công việc kinh doanh theo đúng cái cách mà anh em mình đang bàn ở đây. Không có đăng ký kinh doanh, không có nhân sự, không có trợ lý, không có cái gì hết, mà tại sao họ lại có thu nhập? Vì họ tập trung vào đúng ba kỹ năng quan trọng. Họ tập trung vào đúng ba kỹ năng quan trọng mà những người chuyên nghiệp, nghề nghiệp chuyên nghiệp này, luật sư này, bác sĩ này, kiến trúc sư này, xây dựng này, bác sĩ thú y này là không làm này. Là họ tập trung vào ba cái điều quan trọng. Một, học thật kỹ marketing, phải biết rõ về marketing, nhưng mà không phải marketing chuyên nghiệp mà là marketing đường phố. Nếu bán trên đường phố, trọng gà, bán gà trên đường phố, marketing đường phố. Marketing đường phố là thấy cái thằng khác làm như sao làm như vậy y chang nó thì xong. Marketing đường phố là học marketing trên đường phố, chứ không phải là marketing trên đường phố mà là học những người khác đang làm marketing trên đường, trên phố. Đó là bản đặc biệt của phiên bản Hà Nội Sài Gòn. Phiên bản đặc biệt Hà Nội Sài Gòn là làm marketing trên đường phố thì học theo những người đó, đấy là bậc thầy marketing. Cái cách thứ hai đơn giản ấy là học cách làm marketing trên mạng xã hội, mà cụ thể ở đây là Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Thế thì tất nhiên là nó cũng phải có những cái người mà người dùng Facebook, người dùng TikTok đấy họ muốn gì, người dùng Instagram họ muốn gì nha. Đấy thì đấy là cái kỹ năng đầu tiên mà phải học. Thế thì marketing thì là cái gì? Marketing là làm cho mình nổi bật lên, khác biệt lên và kéo họ được về phía chúng ta. Marketing là làm cho mình nổi bật lên, khác biệt lên, họ khiến cho họ chú ý đến chúng ta, sau đó là kéo họ về phía chúng ta. Nó gọi là marketing. Tự chung của marketing thì nó gồm có 4 cái chữ AIDA. Tự chung của marketing nó gồm có 4 chữ là AIDA. Đấy, trên màn hình AIDA, AIDA. Hãy tự chung marketing thì nó có 4 cái chữ như vậy. A, attention, gây chú ý. Làm sao để chú ý được? Như vậy thì cái màu sắc đỏ trắng của trọng gà nó cũng nổi bật đấy. A, I, I là interest, là quan tâm. Sau khi họ chú ý, họ nhìn vào rồi thì họ phải quan tâm. D là design, là ham muốn. Và A là action, là làm, là hành động. Thì cụ thể chúng ta hiểu thế này, chúng ta phải làm mình nổi bật lên khỏi cái đám đấy, nổi bật lên khỏi cái đám đấy. Anh em hơi nhầm ở chỗ là mình thuê cái nhà mặt phố, thuê cái nhà mặt phố nhưng mà mình không nổi bật trên cái con phố đấy, không nổi lên được thì không làm marketing được. A là chú ý. Hey! Đấy, tất cả mọi người nhìn tôi, đấy gọi là gây sự chú ý. Đấy, lên YouTube hoặc TikTok anh chị hét một câu như thế, thế mở đầu video mà hét như thế đi, kiểu gì video có 1 triệu view, không tin làm thử mà xem.
Chứ mấy chuyên gia marketing này làm video cực đẹp, cực hay, cực âm thanh cực sao nhưng mà không bằng tôi là vì như thế. Tôi bốc điện thoại lên tôi làm, các ông chú ý hết tôi chưa? Nghe này. Nhìn. Tôi bán gà. Thế thôi, là video đấy nó khác biệt. Tôi chỉ xuống dưới có cái đường link bán gà ở bên dưới là ngon. À, gây chú ý trong tất cả những cái âm điệu êm du dương ở đây, tự nhiên có thằng hét lên thì đấy là gây chú ý. Nhưng cái y tiếp theo là phải là nó phải thích, nó phải quan tâm. Tôi bán gà. Tôi bán gà rất ngon, bán cho một đám đông đói khát từ sáng giờ chưa được ăn. Gà rất ngon, hiểu không? Đấy là quan tâm ngay. Bây giờ trên design là ham muốn. Gà tươi nướng tại chỗ hay là gà tươi chiên giòn tại chỗ, nước sốt cực ngon, ăn vào muốn ăn mãi, ai muốn ăn mãi rồi, kiểu như thế. Thì như vậy là ai muốn ăn mãi rồi của mấy chú Hoa đấy. Mãi rồi là xông vào mua đi. Đấy, thì là người ta có cái kêu gọi hành động và cuối cùng người ta ra ăn gà là mình thành công. Đấy, thì đấy được gọi là marketing trên đường phố. Thế còn marketing trên internet thì thực tế nó cũng vậy thôi. Xinh đẹp là một ví dụ về cái sự gây chú ý. Cái khuôn mặt của mình đẹp hoặc là khuôn mặt xấu hẳn đi như tôi đi. Đúng không? Trong số những khuôn mặt trắng xinh ở đây, khuôn mặt của tôi đen xì một cục thì tôi là thằng nổi bật. Nó phải khác biệt, nó phải bật lên. Như vậy thì nó đòi hỏi mình phải có những kỹ năng sáng tạo đặc biệt về nội dung. Chứ mình không sáng tạo, mình bắt chước là nó không thành công được. Cho nên khi mình nhìn thì mình phải làm tốt hơn. Chứ mình nhìn xong mình làm theo thì không bao giờ có kết quả. Anh em phải luôn nhớ chỗ này. Làm xong làm, nhìn xong làm tốt hơn. Chứ còn nhìn xong làm như nhau thì là không ăn thua. Thì đấy là marketing. Cơ bản nó là như thế. Mình làm được như thế đi đã. Chứ còn bây giờ mình làm nhôm kính, nhưng mà mình cứ để nhôm cái kính ở trong nhà. Mình in ấn, nhưng mình cứ in ở trong nhà. Làm cái website thì hỏi website đâu, lại bảo em đang bảo dưỡng. Không bao giờ được chết. Tỷ lệ website sống phải là 99.99%. Chứ sao lại để nó chết mấy ngày như vậy được. Không thể có chuyện như vậy được. Chết website thì phải có Facebook. Chết Facebook thì phải có YouTube. Kiểu gì cũng phải có một cái gì đó thay thế. Thế nên không thể nói là em không có mạng xã hội, không có cái gì để khoe cái sản phẩm của mình trên internet được. Làm ăn như bây giờ như thế là không được. Cho nên là phải có internet ở đây. Thế thì tiếp theo bán hàng là như thế nào? Thế thì chúng ta sẽ học trong khóa học Sales Success System, chúng ta mới hiểu là bán hàng là giúp đỡ khách hàng. Đây là câu thần chú nổi bật nhất trong toàn bộ cái khóa học Sales Success System. Thế thì bây giờ muốn giúp đỡ thì ta lại phải quay lại cái bản đồ của chúng ta trên màn cái kìa. Chúng ta lại quay lại cái bản đồ của chúng ta kìa. Giúp đỡ gì? Giúp đỡ là giải quyết các nhu cầu mà họ mong muốn. Sợ trên 6 nhu cầu đấy. Thế cho nên là phải hiểu rõ cái video 6 nhu cầu là vì như vậy. Lại phải hiểu về 6 nhu cầu thì mới đáp ứng họ được. Đừng bán cho họ con gà hay cái đùi gà nướng, mà bán cho họ cảm giác ngon miệng. Là gì đấy? Được gọi là nhu cầu gì? Nhu cầu sống, đúng rồi. Bán cho họ một cơ hội kinh doanh để kiếm tiền. Một cái cửa hàng gà gọi là gì? Nhu cầu gì ạ? Nhu cầu tiền bạc. Bán cho họ con gà, cái đùi gà, nhưng thấy cậu bé, cháu bé đi qua, đi cùng, hỏi là con có muốn ăn khoai lang lắc không? Tôi khuyến mại cho con này, tặng thêm cho người ta. Thấy cái bà mẹ đang đi mua đùi gà, rồi mình lại khuyến mại thêm cho cháu bé một cái túi khoai lang lắc. Cũng tất nhiên là nó mất tiền, nhưng mà người ta sẽ yêu quý mình vô cùng, bởi vì mình yêu quý con người ta. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Cái đoạn này thì chính là chúng ta đã tác động vào nhu cầu yêu thương. Thế rồi nhu cầu danh vọng. Khách hàng đi qua mình chỉ cần nhớ, mình khen người ta một câu. Lần tới mình lại nhắc lại, mình khen người ta một câu. Nếu người ta thuộc về tuýp nhu cầu danh vọng, mình khen mà người ta thích thì mình tiếp tục khen. Người ta khen người ta không thích thì đây không phải là nhu cầu danh vọng, đừng khen nữa. Lấy một cái ví dụ khác, để chúng ta phát hiện thấy một người có nhu cầu danh vọng, ta sẽ nói như thế này. Đây là chiếc đùi gà đặc biệt nhất của ngày hôm nay. Đố biết đặc biệt thế nào? Mình chỉ cần làm thêm một cái gì đó. Ví dụ như trong cái sổ sốt tương đỏ đấy, mình điểm danh cho một ý sốt trắng vào cái đầu thì như thành một cái bông hoa. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì đấy chính là một cái ví dụ về sự đặc biệt và nhu cầu danh vọng. Anh là đặc biệt nhất của cửa hàng em, cho nên là mình khuyến mại thêm một cái cánh nữa. Ta lấy ví dụ như thế. Tất nhiên là lính tráng có phần, nó có suất thì mình có xem mình khuyến mại được cái gì nữa. Thế đấy là nhu cầu danh vọng. Và bằng cái cách hiểu nhu cầu như vậy, chúng ta mới bán hàng giỏi, chúng ta mới kinh doanh giỏi được. Đúng không nào?
Thế như vậy thì muốn trở nên giàu có ở cái cấp độ của anh em mình ở đây thì cái cấp độ đầu tiên anh em phải hiểu về marketing, và quan trọng nhất marketing đường phố và marketing trên internet. Còn marketing chuyên nghiệp chưa đến tuổi anh em phải học, không cần học, nhưng mà nó hiệu quả hơn rất là nhiều, rất là nhiều cho anh em trong cái hoàn cảnh hiện tại. Nó đẩy công việc của mình lên. Công việc thứ hai là phải hiểu về khách hàng để mà bán hàng. Cái kỹ năng thứ ba, kỹ năng 1 marketing, kỹ năng 2 bán hàng, và kỹ năng thứ ba đó là kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ. Tôi đã bảo các anh chị em rồi, những câu hỏi của tôi không phải là để tôi hỏi. Tôi hỏi là tôi hướng dẫn cho anh em trả lời. Thế mà mỗi lần tôi hỏi thì lại cứ gân lên. Thế bây giờ mình có một cái nhận xét, cái quan điểm của mình là kinh doanh bất động sản là vô nghĩa. Đấy là quan điểm cá nhân của mình, nó chẳng đúng hay chẳng sai gì cả. Tất nhiên đối với mình nó là đúng, nhưng đối với người khác nó là sai. Thế thì bây giờ tôi cho giới thiệu cho anh một cái ông kinh doanh bất động sản. Ông ấy là số 1 về bán bất động sản. Ông ấy là số 1 bán bất động sản thì ông sẽ có nhiều công trình. Nhiều công trình thì mình phải nhìn thấy đấy là cơ hội kinh doanh của mình, để mình đưa các sản phẩm nhôm kính của mình vào đấy. Nó bán hàng nghìn căn biệt thự, mỗi căn biệt thự kiểu gì ở chỗ gara nó chả cần có mấy cửa cuốn. Tôi giới thiệu như thế là người làm ăn là phải nhìn thấy ngay cái cơ hội kết nối kinh doanh, là phải ra bắt tay. Chứ còn bây giờ mình mà lại nhìn thấy một cái thằng giàu xong mình lại ghét nó thì làm gì mình có tiền. Mình không thể trở thành một thứ mình ghét được. Thế thì găng nhau làm cái gì? Đã giới thiệu với nhau một cái cơ hội để làm ăn với nhau, để găng với nhau. Thế thì cái kỹ năng xây dựng phát triển với con người không có, kỹ năng xây dựng phát triển con người không có thì đến vợ chồng trong nhà cũng găng với nhau. Rồi găng với đồng nghiệp, với anh em thì lại phải làm việc một mình. Găng với khách hàng thì suốt ngày đi cãi nhau thì lấy đâu ra mà nó muốn trả tiền cho mình. Găng với đối tác thì lấy đâu ra cơ hội kinh doanh. Đấy, cho nên là tôi nói với các anh chị em ở đây là nó qua cái kỹ năng như thế phải học. Kỹ năng marketing, kỹ năng bán hàng và kỹ năng xây dựng mối quan hệ. Ba cái kỹ năng quan trọng. Làm cái gì cũng được ấy. Cho nên không phải là bán son, cũng không phải là bán phấn, cũng không phải là bán phân, cũng không phải là bán kính, cũng không phải là bán giấy. Mà cụ thể ở đây là phải hiểu họ muốn gì, bán cho họ cái họ muốn. Chứ bây giờ cái phương tiện nó không giúp mình đạt mục tiêu thì mình thay đổi phương tiện khác. Thế thôi, đơn giản. Cho nên là người ta có cái câu là mèo nào chả được, mèo trắng hay mèo đen miễn bắt chuột là được. Đúng không? Chứ làm công việc gì cũng được, miễn là nó giải quyết được vấn đề tài chính của mình. Chứ mình cứ bám vào cái công việc đấy thì cái công suất nó chỉ có vậy thôi, làm sao làm được. Phải thay đổi phương tiện đi chứ. Vẫn làm công việc kinh doanh, nhưng mà kinh doanh cái khác, kinh doanh cái lĩnh vực khác, đối tượng khách hàng khác. Chúng ta phải thường xuyên sáng tạo và đổi mới, nó nằm như vậy. Rồi, cái cơ bản như vậy. Đấy là những điều anh em cần phải học. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.